Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Cánh Diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 124, học văn oan, oét. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 54. Chúng ta sẽ học văn mới thứ nhất, đó là văn oan. Vần oen gồm có âm O đứng trước, âm E đứng giữa, âm N đứng cuối. Vần oen đánh vần là O, E, N, oen, oen. O, E, N, oen, oen. O, E, N, oen. Oen. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một bé gái, miệng đang nhoẻn cười. Cô có từ mới thứ nhất, đó là từ nhoẻn cười. Các em hãy đọc theo cô nào. Nhoẻn, cười. Nhoẻn, cười. Nhoẻn, cười. Trong từ nhoẻn cười, tiếng nhoẻn có chứa văn oen. Tiếng nhoẻn gồm có âm nhờ đứng trước, văn oen đứng sau và dấu hỏi đặt trên e. Tiếng nhoẻn đánh văn là nhờ, oen, nhoen. Hỏi, nhoẻn. Nhờ, oen, nhoen. Hỏi, nhoẻn. Nhờ, oen, nhoen. Hỏi, nhoẻn. Tiếp theo, chúng ta sẽ học văn mới thứ hai. Đó là văn oét. Văn oét gồm có âm O đứng trước, âm E đứng giữa, âm T đứng cuối. Văn oét đánh văn là O, E, T, oét, oét. O, E, T, oét, oét. O, E, tờ, oét, oét. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một con chim gõ kiến đang khoét hốc cây để làm tổ. Cô có từ mới thứ hai, đó là từ khoét tổ. Các em đọc cùng cô nhé. Khoét tổ. Khoét tổ. Khoét tổ. Trong từ khoét tổ, tiếng khoét có chứa văn oét. Tiếng khoét gồm có âm khờ đứng trước, văn oét đứng sau và dấu sắc đặt trên e. Tiếng khoét đánh văn là khờ, oét, khoét, sắc, khoét, khờ, oét, khoét, sắc, khoét, khờ, oét, khoét, sắc, khoét. Chúng ta vừa học hai từ mới, đó là từ nhoẻn cười, khoét tổ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài học. Tiếng nào có văn oen? Tiếng nào có văn oét? Các em hãy quan sát hình ảnh cô chiếu trên bảng. Cô có 3 hình ảnh. Dưới các hình ảnh này có các từ ngữ thể hiện nội dung. Bây giờ, cô sẽ đọc nội dung của mỗi hình. Các em hãy lắng nghe
và tìm cho cô tiếng nào có vần oan, tiếng nào có vần oét nhé. Cưa xoèn xoẹt, hố nông choèn, mặt loè loẹt. Cô sẽ đọc lại các từ ngữ này một lần nữa nhé. Cưa xoèn xoẹt, hố nông choèn, mặt loè loẹt. Qua phần đọc vừa rồi, các em hãy tìm cho cô tiếng nào có vần oan nhé. À, tiếng có vần oan là tiếng xoèn. Choèn. Tương tự như vậy, các tiếng có vần oét là tiếng xoẹt. Loẹt. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 3. Ghép đúng. Các em hãy nhìn bài tập cô chiếu trên bảng. Cô có 6 ý. Chúng ta sẽ ghép các ý phía bên trái với các ý phía bên phải lại với nhau để tạo thành câu hoàn chỉnh, có nội dung phù hợp với nhau nhé. Các em hãy xem bài làm mẫu. Đó là ý C ghép với ý 2. Chúng ta sẽ được câu bầu trời xám quét. Các em hãy dựa theo bài làm mẫu để ghép các ý lại với nhau nào. Bây giờ, các em hãy bấm dừng lại, suy nghĩ và ghép các ý lại với nhau để tạo thành câu văn có nghĩa nhé. Khi nào ghép xong thì các em hãy bấm tiếp tục. Các em đã ghép các ý lại với nhau xong chưa nào? Bây giờ, các em hãy xem bài làm của cô nhé. Ý A cô sẽ ghép với ý 3. Cô sẽ được câu màu sơn đỏ choét. Ý B cô sẽ ghép lại với ý 1. Cô sẽ được câu thanh sắt hoen dỉ. Kết quả của các em có giống cô không nào? À, tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 của bài học. Tập đọc. Bài đọc chúng ta học hôm nay là một bài thơ gồm 12 dòng, có tựa đề là Chú Hề. Các em có biết chú Hề là ai không? À, chú Hề là một vai diễn trong rạp xiếc, chuyên biểu diễn tiết mục khôi hài để khán giả vui. Chú giỏi diễn các trò vui, nên các bạn nhỏ rất thích. Đây là hình ảnh trong bài đọc. Bây giờ, các em hãy nghe cô đọc mẫu bài để nắm nội dung của bài nhé. Chú Hề. Môi đỏ choen choét. Mũi quả cà chua. Áo quần loè loẹt. Đóng vai vui đùa. Mỗi lần nhìn bé, chú nhoẻn miệng cười. Nụ cười thân thiện, sáng bừng trên môi. Bé đi xem xiếc, biết bao trò vui. Về nhà chỉ nhớ chú làm hề thôi. Các em vừa nghe cô đọc mẫu bài rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ sau. Đỏ choen choét. Quả cà chua. Loè loẹt. Các em à, loè loẹt ở đây ý muốn nói đến ăn mặc nhiều màu sắc, trông rất ngộ nghĩnh.
Ngoãn miệng cười. Thân thiện. Sáng bừng. Xem xiết. Các em à, bài đọc chú Hề này có 12 dòng thơ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nói hai dòng thơ nhé. Chú Hề. Môi đỏ choen choét, mũi quả cà chua. Tiếp theo. Áo quần loè loẹt, đóng vai vui đùa. Mỗi lần nhìn bé, chú nhoẻn miệng cười. Nụ cười thân thiện, sáng bừng trên môi. Bé đi xem xiếc, biết bao trò vui. Về nhà chỉ nhớ, chú làm hề thôi. Các em thân mến, bài đọc được chia ra làm 3 khổ thơ. Khổ 1 là 4 dòng đầu, khổ 2 là 4 dòng giữa, khổ 3 là 4 dòng cuối. Các em hãy bấm dừng lại, luyện đọc từng khổ thơ trong bài đọc. Từ nào đọc khó thì các em có thể đánh vần, rồi sau đó đọc trơn lại. Khi nào luyện đọc xong rồi thì các em hãy bấm tiếp tục nhé. Các em đã luyện đọc xong chưa nào? Bây giờ, cô sẽ đọc lại cả bài thơ một lần nữa cho các em nghe nhé. Chú Hề. Môi đỏ choen choét, mũi quả cà chua. Áo quần loè loẹt, đóng vai vui đùa. Mỗi lần nhìn bé, chú nhoẻn miệng cười. Nụ cười thân thiện, sáng bừng trên môi. Bé đi xem xiếc, biết bao trò vui. Về nhà chỉ nhớ, chú làm hề thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc nhé. Cô có yêu cầu như sau. Nói tiếp những từ ngữ tả về chú Hề. Các em hãy nhìn phần bài tập cô chiếu trên bảng. Cô có 4 thẻ từ. Chúng ta sẽ điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống của các thẻ từ này để hoàn thành câu văn có nội dung tả về chú Hề nhé. Trong bài đọc nói rằng môi chú Hề đỏ choen choét. Vậy cô sẽ điền từ ngữ đỏ choen choét vào chỗ trống này nhé. Cô sẽ được câu môi đỏ choen choét. Tiếp theo, bài đọc nói mũi chú Hề như quả cà chua. Vậy cô sẽ điền từ ngữ quả cà chua vào chỗ trống này nhé. Cô sẽ được câu mũi quả cà chua. Tiếp theo, bài đọc nói áo quần của chú Hề trông rất loè loẹt. Vậy cô sẽ điền từ ngữ loè loẹt vào chỗ trống này nhé. Cô sẽ được câu áo quần loè loẹt. Tiếp theo, bài đọc nói
Nụ cười của chú hề rất thân thiện. Vậy cô sẽ điền từ ngữ thân thiện vào chỗ trống này nhé. Cô sẽ được câu nụ cười thân thiện. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển đến phần 5 của bài học. Tập viết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tập viết vần oen, vần oét, từ nhoãn cười, khoét tổ. Các em hãy bấm dừng lại và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào. Các em đã viết xong chưa vậy? À, tốt lắm! Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!